Hồng Anh và Hưng Cát rất vui khi được đồng hành với quý vị và bà con nông dân trong bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay của BBTV. Và trước tiên chúng tôi xin được gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến với ba đơn vị đã luôn đồng hành với chương trình. Đó chính là Phân bón Mặt Trời Mới, Phân bón Hai Phong và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước. Hồng Anh thân mến, cái mùa mưa đến thì là cái việc chăm sóc rồi bổ sung dinh dưỡng cho cây cà phê thì đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Cái việc này thì đã góp phần cung cấp đầy đủ dưỡng chất rồi tạo một cái bộ khung, bộ cành rất là khỏe mạnh để cho cây cà phê có thể phát triển mạnh, chuẩn bị cho vụ mùa năm tới. Chính xác là như vậy anh Hưng Cát à, và dinh dưỡng cho cây cà phê trong mùa mưa cũng chính là những nội dung mà chúng tôi muốn đề cập đến trong bản tin kinh tế nông nghiệp kỳ này. Nhưng trước hết thì chúng tôi xin mời quý vị và bà con nông dân chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức nông nghiệp sẽ có trong bản tin kinh tế nông nghiệp hôm nay. Giá heo hơi tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Hợp tác xã tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Phát triển kinh tế từ nghề kéo vỏ bè. Dinh dưỡng cho cây cà phê đầu mùa mưa. Quý vị và bà con nông dân thân mến, giá heo hơi đang trên đà tăng mạnh, chạm mốc 70.000 đồng trên một ký tại rất là nhiều địa phương trong cả nước. Và thị trường Bình Phước của chúng ta ghi nhận là giá heo duy trì từ 60 cho đến 68.000 đồng trên một kg, và đây là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Và theo tính toán của các hộ chăn nuôi á, thì với giá cả như hiện nay, khi mà trừ mọi chi phí thì trung bình một con heo cho thu lãi từ 1 đến 1,2 triệu đồng. Giá heo hơi tuy tăng, nhưng ngành chức năng liên quan khuyến cáo người chăn nuôi cần phải theo dõi tín hiệu từ thị trường, không giữ heo đến tuổi xuất chuồng, chờ giá cao hơn bởi dễ rủi ro, chú trọng phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi. Bình Phước hiện vẫn duy trì tổng đàn heo trên 2 triệu con, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, giá heo hơi sẽ không tăng đột biến trong thời gian tới, bởi khả năng sẽ có một lượng thịt đáng kể nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đang tích cực tái đàn, dự kiến cuối năm sẽ bổ sung vào nguồn cung. Vì thế, giá heo hơi sẽ khó tăng đột biến thêm. Thưa quý vị và bà con nông dân, theo Bộ Công Thương, thì trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam của chúng ta sẽ đạt 18,21 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục là điểm sáng trong tình hình xuất khẩu chung. Và các chuyên gia kinh tế nhận định rằng từ nay cho đến cuối năm, thì xuất khẩu nông sản của Việt Nam sẽ tiếp tục khởi sắc nhờ vào cái nhu cầu của nhiều quốc gia trên thế giới tăng mạnh. Một số mặt hàng nông sản tăng cao như cà phê tăng 43,9%, gạo tăng 38,2% và liên tiếp ký được nhiều đơn hàng mới từ các đối tác châu Âu, châu Phi và Đông Nam Á. Chè các loại tăng 20,1%, rau quả tăng 28,2%, nhân điều tăng 19,3%, hạt tiêu tăng 19,7%. Đặc biệt, sầu riêng là sản phẩm đang có nhiều cơ hội để gia tăng kim ngạch xuất khẩu và sớm vượt mốc 2,3 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Mỗi năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản của nước ta mang về hơn 53 tỷ đô la. Năm nay, con số này dự báo sẽ còn tăng cao hơn nếu Việt Nam khai thác tốt cơ hội và dư địa từ các thị trường vào những tháng cuối năm. Quý vị thân mến, là một trong những địa phương được Trung ương lựa chọn để mà phát triển hợp tác xã kiểu mới. Mô hình hợp tác xã kiểu mới tại Bình Phước chúng ta thì đã được nhân rộng và góp phần giải quyết việc làm, tăng năng suất, sản lượng vườn cây, nâng cao cái thu nhập cũng như là chất lượng sống cho một bộ phận không nhỏ người nông dân trên địa bàn. Và thưa bà con, tính đến hiện nay thì Bình Phước có 213 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động giải quyết việc làm cho 12.992 thành viên hợp tác xã và 8.533 người lao động thường xuyên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Như vậy thì để hợp tác xã phát triển mạnh mẽ thì các thành viên trong hợp tác xã mong muốn điều gì? Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị và bà con nông dân chúng ta hãy cùng theo dõi những chia sẻ của những người trong cuộc. Khó khăn lớn nhất của các xã vẫn là về vốn. Thứ nhất là vốn để mua trang thiết bị và máy móc phục vụ cho quy trình sản xuất và chế biến sâu. Thứ hai là để cải tiến được bộ gen về cây giống để cây giống nó có kháng bệnh tốt và phát triển được thuận lợi với khí hậu của Bù Đốp. Mùa vụ 2023-2024 vừa rồi thì chúng ta đều thấy rằng là cái lượng nước tưới cho cây sầu riêng đã rất thiếu. Vì vậy là cần hỗ trợ nhà nước về các thủy lợi hoặc là có chính sách gì đó giúp cho bà con khắc phục hay là vượt qua những cái mùa khô hạn.
Rồi việc thứ hai là cần nhà nước hỗ trợ đầu ra ổn định cho bà con, tại vì thật sự là để tránh tình trạng là được mùa mất giá, được giá mất mùa. Hợp tác xã cũng mong muốn là nhà nước mình hỗ trợ, thứ nhất là về cái công nghệ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, thứ hai là mong muốn là nhà nước hỗ trợ về cái kỹ thuật hoặc là về góc độ về kinh tế hay là những cái gì mà nhu cầu về sản xuất gì nông dân thì nhà hỗ trợ. Thứ hai, còn thứ ba là mong muốn là kết nối các cái đơn vị thu mua những sản phẩm sạch hàng của từ đơn vị hợp tác xã ra. Chúng tôi cũng luôn luôn cần cái sự đồng hành hỗ trợ của cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong cái chuỗi liên kết của chúng tôi hiện nay thì cũng đã có nhiều cái tình trạng bị đứt gãy trong chuỗi liên kết. Chúng tôi cũng cần nhà nước định hướng cho tôi những cái quy hoạch về để phát triển những cái nhà máy đạt về cái tiêu chuẩn năng lượng xanh của thế giới để chúng tôi sản xuất những cái sản phẩm thực phẩm chuyên sâu từ ngành nông nghiệp cung ứng cho thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế. Bà con nông dân thân mến, thời gian qua thì các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp tại Bình Phước đã mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào các khâu trong sản xuất nông nghiệp. Và tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp cũng là một cái giải pháp đang được các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước thực hiện với mong muốn là nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành và tăng sức cạnh tranh với các sản phẩm nông sản tại địa phương. Nhiều năm nay, các công đoạn từ cày đất, tưới nước, làm cỏ, bón phân, phun thuốc trừ sâu, chuyên chở nông sản của hợp tác xã sầu riêng Long Phú, huyện Phú Riềng đã được cơ giới hóa, từ đó góp phần giải phóng sức lao động của con người. Phục vụ có thể là nó gấp hàng trăm công lao động, mà nó cái công lao động xịt cả ngày thì từ sáng cho đến trưa, từ trưa đến tối thì khi thời gian nắng thì mình xịt thuốc là nó không bảo đảm, tức là nó hư thuốc. Rồi là nó kéo dài mà nó không hiệu quả. Nhưng cái máy này thì chỉ 1-2 tiếng hồ lúc nào mát hoặc là tối đêm mình nổ máy lên, mình ra mình coi như xịt thì là coi rất hiệu quả. Còn tại Hợp tác xã Nông nghiệp Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thành Phương, huyện Đồng Phú, hợp tác xã đã tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Trong đó, hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel đã góp phần không nhỏ trong việc điều tiết, cung cấp nước tưới, phân bón cho vườn cây. Hệ thống này thì nó sẽ có bồn cấp nước. Thì bình thường thì mình sẽ sử dụng nó để tưới nước là chủ yếu. Trong trường hợp mà mình cần bổ sung dinh dưỡng các dạng phân bón lá, qua lá thì mình có thể là hòa phân vào cái bồn nước đó. Rồi mình cho tưới như là tưới nước vậy. Thì trong nước đó nó có phân luôn. Thì tức là vừa tưới nước mà vừa tưới phân cho cây luôn, cung cấp dinh dưỡng qua hệ thống tưới. Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước, đến nay toàn tỉnh đã có 84 hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị và cung cấp cho các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. 22 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao và quy trình sản xuất, trong đó có 18 hợp tác xã nông nghiệp đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, RA, Organic. Có thể nói, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ đã tăng giá trị sản xuất cho ngành nông nghiệp, qua đó góp phần nâng cao đời sống nông dân, khẳng định nông nghiệp không chỉ đóng vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, mà đang dần trở thành ngành kinh tế năng động, phát triển bền vững ở Bình Phước. Thưa quý vị, thưa bà con, trải qua một cái đợt nắng nóng khô hạn kéo dài trong mùa khô, thì bước vào mùa mưa, việc chăm sóc bổ sung dinh dưỡng cho cây cà phê là một cái vấn đề mà bà con trồng cà phê rất quan tâm chú trọng. Và bà con hãy lưu ý nhé, trong cái thời điểm này nè, việc chăm sóc dinh dưỡng cho cây cà phê không chỉ nhằm hạn chế tối đa hiện tượng rụng trái, mà bên cạnh đó thì nó còn góp phần cung cấp đầy đủ dưỡng chất cũng như là tạo ra một cái bộ khung cành phát triển khỏe mạnh cho các vụ mùa kế tiếp. Theo nhận định của các chuyên gia nông nghiệp, quá trình phát triển của cây cà phê được chia ra làm nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn phát triển quả non là một trong những giai đoạn quan trọng nhất. Giai đoạn này, quả cà phê cần lượng dinh dưỡng cao. Hơn nữa, vào thời điểm này, các loại dịch hại, đặc biệt là nấm bệnh, tấn công nhiều nhất. Chính vì vậy, việc chăm sóc cà phê vào đầu mùa mưa là một việc làm hết sức cần thiết nhằm hạn chế tối đa hiện tượng rụng trái cà phê. Đối với cà phê đầu mùa mưa, thì điều mà đặc biệt chú ý là cần phải có chế độ dinh dưỡng để cho trái phát triển nhanh
và tăng cái kích thước. Ngoài ra thì có một điều quan trọng hơn nữa là mình phải quan tâm đến cái chất lượng của cái cành dự trữ để đảm bảo năng suất cà phê niên vụ tiếp theo, để tránh cái hiện tượng là cà phê năm được năm mất. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm trong việc làm nông nghiệp, thế nhưng nhà nông Vi Văn Sáng ở thôn 8 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng vẫn loay hoay trong việc chăm sóc 5 hectare cà phê sen đều của gia đình. Nhà nông Vi Văn Sáng cho hay, sau khi mua lại vườn cà phê sen đều của bà con trong thôn, gia đình ông cũng chỉ chăm sóc theo hướng truyền thống của những người đi trước, nên năng suất vườn cà phê đạt thấp. Gia đình cũng mong muốn là dưỡng cái cành và nuôi trái cho nó đạt tiêu chuẩn cao. Cũng mong làm sao là mình để thu nhập được nó được đạt hiệu quả cao hơn. Vâng, vườn nhà anh Sáng ở đây cũng như đa số bà con trồng cà phê ở Bình Phước hiện nay thì là đa số bà con đều trồng sen canh ở trong vườn điều. Thì cho nên là cái việc chăm sóc nó không có bài bản như là cà phê chuyên canh. Thì vườn này chế độ chăm sóc cũng như là dinh dưỡng về phân bón nó không có được đúng các cái thời điểm, nhất các cái giai đoạn quan trọng. Thì đến năm nay thì phân bón Hải Phong cũng có hỗ trợ anh Sáng các cái thông tin kỹ thuật, các biện pháp kỹ thuật cũng như là phân bón để đảm bảo cái vườn cà phê sen canh ở trong vườn điều anh Sáng đạt cái chất lượng của vườn cây về năng suất, chất lượng. Theo nhận định của các chuyên gia, năm nay mùa khô kéo dài và khá khắc nghiệt đã làm cho cây cà phê bị rụng lá, nhiễm một số loại bệnh như là rỉ sắt, đốm mắc cua. Bước vào mùa mưa, việc bổ sung dinh dưỡng kịp thời đóng vai trò rất quan trọng, giúp cho cây cà phê nhanh chóng phục hồi, nuôi dưỡng trái non. Bên cạnh đó, bà con trồng cà phê cũng cần phải lưu ý đến việc tỉa cành tào tán cho cây cà phê. Đối với các vườn trồng sen, bà con cần chú ý bổ sung phân bón đầy đủ. Lưu ý bón theo nguyên tắc năm đúng, bao gồm đúng loại phân, đúng liều lượng, đúng tỷ lệ, đúng thời điểm và đúng phương pháp. Hồng Anh thân mến, Hồng Anh có bao giờ đi xem các bác nông dân của chúng ta kéo vó bè để mà đánh bắt cá chưa? Đi thăm vườn thì nhiều, còn đi mà coi trực tiếp như anh Cát vừa kể thì em chưa ạ. Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, mùa mưa không chỉ mà nông dân phát triển cây trồng vật nuôi đâu, mà còn đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi để cho những người kéo vó bè trên sông nước có thêm được cái nguồn thu nhập nữa đó ạ. Và thưa bà con nông dân ở xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, một cái nơi giáp ranh giữa Bình Phước và Tây Ninh thì có một cái con sông Sài Gòn chảy qua. Và hàng năm, cứ mỗi mùa mưa tới thì niềm vui của những hộ kéo vó bè tại đây lại được nhân lên. Mấy ngày gần đây liên tục có mưa, mực nước dưới sông Sài Gòn dâng cao, cũng là những ngày gia đình ông Hải thu về lượng cá nhiều hơn bình thường. Ngoài những loại cá linh, cá trắng, thi thoảng ông còn kéo được cá lăng, cá tra, nặng tới cả chục ký, giúp gia đình có thu nhập khá. Bữa nào nhiều nhất là được 3-4 triệu bữa, rồi cái nó giảm dần theo con nước á. Bữa nhiều thì được vài triệu, bữa mấy bữa sau được triệu ngoài. Rồi nếu mà thất thì cũng được 300-400-500. Là hàng xóm cạnh bên, gia đình ông Phạm Đình Quỳnh cũng gắn bó với nghề kéo vó bè trên 20 năm. Ông Quỳnh cho biết, một chiếc vó bè đầu tư ban đầu hết khoảng 50 triệu. Mặc dù nặng vốn, nhưng sử dụng được nhiều năm. Từ dây cáp tới gọng, lưới, ít hư hao. Hàng ngày, vợ chồng ông thay nhau vận hành, kéo lưới bằng máy, không quá vất vả. Việc tiêu thụ cá cũng thuận lợi. Chờ đợi là nó thu mua cả ngày, chiều ngay và nó đưa hàng lên biên giới, ngay là nó nhập. Là bên Campuchia là nó sang lấy rồi. Hội nông dân cũng như là các cấp chính quyền thì cũng có cái định hướng là sắp tới sẽ tập hợp những cái hộ mà kéo vó ven sông này để thành lập một cái mô hình kinh tế giúp bà con đoàn kết cũng như là phát triển tốt hơn trong cái việc phát triển nghề kéo lưới ven sông. Thì trên cái cơ sở đó thì hội nông dân cũng luôn luôn khuyến cáo tới bà con về cái việc đánh bắt đảm bảo cái an toàn trên sông, phải đảm bảo được cái hệ sinh thái của môi trường, không có tận diệt cái nguồn cá ở trên sông, để là mình vừa được phát triển được kinh tế, mình vừa bảo vệ được môi trường và cũng có thể là kéo dài cái mô hình kinh tế này một cách phát triển hiệu quả hơn. Hiện nay, xã Tân Hiệp cũng có nhiều hộ bám sông Sài Gòn làm nghề kéo vó bè. Bình quân mỗi nhà có từ 3 đến 5 vó. Các hộ cho biết, nghề kéo vó cơ bản thuận lợi, thu nhập ổn định. Vâng, bà con nông dân thân mến, thật là vui đối với bà con nông dân của chúng ta khi mà bà con có thêm một cái nghề có thể nói là thu nhập khá ổn định anh Cát ha. Và như khuyến cáo của bà Lương Thị Ngọc, Phó Chủ tịch
Hội Nông dân xã Tân Hiệp thì bà con cần phải đánh bắt đảm bảo cái an toàn trên sông nè, và bên cạnh đó thì chúng ta phải bảo vệ môi trường, đặc biệt là chúng ta không có tận diệt nguồn cá trên sông để có thể vừa phát triển được kinh tế mà vừa có thể bảo vệ được môi trường bà con nhé. Và đến đây thì thời lượng của bản tin kinh tế nông nghiệp của BBTV kỳ này đã hết. Xin được cảm ơn Phân bón Mặt Trời Mới, Phân bón Hải Phòng và Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã đồng hành cùng với bản tin. Còn bây giờ, ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt.